cho đến cái không không tánh tự tánh của năm loại mắt, thì đối với sự quán cái không của năm loại mắt đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện, lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của sáu phép thần thông, thì đối với sự quán cái không của sáu phép thần thông đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lìa tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của mười lực của Phật, thì đối với sự quán cái không của mười lực của Phật đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện, để tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà quán cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì đối với sự quán cái không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng đó, có cái sở đắc, có cái nương tựa, vì lấy cái có sở đắc làm phương tiện. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Lúc bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của các ác hữu, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Phật bảo thiện hiện: Kẻ ác hữu của các Đại Bồ Tát, hoặc bảo nhàm chán xa lìa pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc bảo nhàm chán xa lìa pháp tương ưng tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, Bồ thí Ba La Mật Đa, nói như thế này: Này thiện nam tử, các ngươi đối với sáu pháp tương ưng đáo bỉ ngạn này chẳng nên tu học. Vì sao? Vì pháp này nhất định chẳng phải Như Lai nói, mà do kẻ văn tụng lừa dối chế tạo ra. Vì vậy các ngươi chẳng nên nghe theo, chẳng nên tu tập, chẳng nên thọ trì, chẳng nên đọc tụng, chẳng nên tư duy, chẳng nên suy cứu, chẳng nên vì người khác mà tuyên thuyết khai thị. Thiện hiện đó là ác hữu của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Lại nữa thiện hiện, kẻ ác hữu của các Đại Bồ Tát, nếu chẳng nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Phật đến dạy Đại Bồ Tát nhàm chán xa lìa sáu phép Ba La Mật Đa, nói: Thiện nam tử, nay ngươi cần chi tu Ba La Mật Đa này? Này ngươi cần gì tu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa? Thiện hiện đó là ác hữu của Đại Bồ Tát. Vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì Đại Bồ Tát đã được giác ngộ rồi. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.